Hello, xin mến chào tất cả anh em đã quay trở lại với Noka Sài Thành. Hiện hôm nay em định vừa về Noka 5610 Express Music. Dòng này nắp trượt rất là đẹp anh em. Đó, phải nói luôn rất là đẹp. Trượt nó mượt chứ không phải nó bị rít. Đó, nó không, rất là bén. Này, điểm độc đáo nhất là chỗ thanh ở phía trên nè. Vuốt qua phải, vuốt qua trái để mở phá cái. Vuốt qua trái là chơi nhạc, vuốt qua phải là FM. Đó, nó đẹp thôi đó. Có đèn LED, đèn LED luôn. Đây chụp hình đó, chụp hình thử cái này, chụp hình thử đẹp không nha. Đó, nút chụp hình đây nè anh em. Đây mình mới bấm á. Đó, có LED luôn. Không, oh, nhìn nè, đang chụp lấy LED luôn nè. Đó, đó. Rồi, đó thấy không? Xử lý hơi chậm chút. Rồi, nói chung là đời xưa vậy, chụp hình vậy cũng ấm rồi. Cũng bắn Bluetooth Vivo rồi. Năm 2009 tới giờ. Đi vô coi nhạc coi nó lớn không. Dòng này thì mình nghĩ là chơi nhạc thì nó lớn. Lo nè. Đó, lo nó ấm chứ nó không lớn lắm, chung là lớn mức độ thôi, lớn ấm thôi chứ không lớn mà chát. Đó, đó. Rồi có 10 cây à, thì anh em nào thì muốn mua cứ liên hệ 0944440974 đôi sao thang 06 thang kiểm tra series. Series này cũng rất là đẹp đó. Để cho anh em nhìn tổng quan lại cái nữa. Đó. Ờ. Trượt nó mượt, cơ nó mượt lắm. Trượt cảm thấy nghe tạch tạch rất là đã. Mua nghe gọi sưu tầm cũng ok. Rồi, rất là cảm ơn em xem clip nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau.